Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ ăn thử ớt chuông cho các bạn xem nha. Ớt chuông này thì mình mua ở ngoài chợ về, ớt đỏ, ớt cam, ớt vàng. Rồi đây là một loại ớt ngọt. Đó, mình thử ăn thử xem có ngon không. Rồi đây là tỏi tây, hành bơ rô đó các bạn. Nhìn rất là bự ha. Không biết mình ăn có nổi không đây. Rồi bên này nữa. Bên này là dĩa rau quả mà mình hái ở ngoài vườn nè các bạn. Cà chua nè, cà chua bi, cà chua đỏ, cà chua đen. Rồi ớt chuông ở ngoài vườn nè, nhìn tươi thiệt là tươi, non mướt ha. Đó, thì rồi đây là trái cây, dâu với vị quất của mình ở ngoài vườn đó. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi vô mình ăn, nói chuyện với các bạn cho vui nha. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ thử ớt chuông nha. Ớt chuông trước, ớt chuông này mình trồng ở ngoài vườn nè các bạn. Đó, thì mình sẽ chấm với gì đây? Để ly nước xuống đây đi. Mình sẽ đổ cái sốt này ra ha. Cái này giống mayonnaise nhưng mà nó chua, nó có mùi vị, có tỏi, rồi có những cái hương vị, mùi thơm của gia vị của người Mỹ người ta bỏ vào trong này. Đó, cái này dùng để chấm rau củ. Thì mình chấm trái ớt chuông mình trồng trước nha các bạn. Đó, mình hứa mình ăn cho các bạn xem thì mình sẽ ăn thử. Nhìn rất là ngon ha. Wow, vị hăng ít thôi các bạn, nhưng mà ngọt rất là nhiều. Hay là ớt này nó chưa có đủ lớn để mình hái. Ăn nó rất là còn nghe mùi ngọt nhiều hơn là cái vị hăng của ớt. Wow, chấm với này ngon, hợp với trái cây này các bạn, hợp với rau quả nè. Wow, ngon quá. Ăn thêm miếng nữa ha. Mình còn thử những trái ớt màu khác nữa. Mình thử chấm với mù tạt vàng thử nha các bạn. Thử nó, cái vị của nó như thế nào. Đó, mù tạt vàng bỏ lên đây ha. Chấm thử có ngon không. Rất là hợp các bạn. Chua chua, the the, nồng nồng. Nhưng mà mình chấm với cái sốt này vẫn ngon hơn các bạn. Này chuyên để dùng chấm cho rau củ nè. Đó, béo béo, đủ mùi vị hết. Tỏi rồi cái lá gì đó, người Mỹ người ta trộn cái mùi này ăn cũng ngon lắm. Này ngon hơn. Rồi mình thử một miếng thôi ha. Ớt mình trồng quá ngon. Rồi bây giờ mình thử qua trái cà chua đen nè. Cà chua đen không biết chấm với cái gì. Tối rồi mình không muốn ăn muối, nhưng mà mình muốn ăn không thôi ha. Cà chua đen thử mình chấm với cái này thử. Nước sốt này giống như sốt mayonnaise đó. Chấm thử ăn như thế nào. Cũng rất là hợp các bạn. Ngon. Chấm cái nước sốt này rất là hợp. Ngon quá. Rất là ngon nè.
ăn hết luôn các bạn, ngon quá. Cà chua đen chấm với sốt mayonnaise rất là ngon. Thôi cà chua này thì mình đã thử rồi ha, thấy cũng bình thường thôi. Còn trái sung nè, đó, trái sung bị nứt ở ngoài vườn nè, bây giờ mình bẻ cho các bạn xem, rồi nó hư rồi các bạn ơi, không ăn được. Nhìn trái sung nè. Ăn được không? Rất là ngọt. Thử ha. Cái hột nó giòn 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 giòn. Wow, cũng ngọt đó. Nhưng mà nó nứt rồi mình ăn mình cảm thấy sợ sợ. Nó nứt quá chừng rồi. Vậy ha, bây giờ mình sẽ ăn thử một trái ớt màu cam. Thử cái vị ớt này mình mua ngoài chợ nè. Đó, rất là tươi chưa các bạn. Đó, mời các bạn cùng ăn nha. Hồi nãy quên mời, bây giờ trái này mời nè. Đó, ăn ớt với mình thử xem sao. Bây giờ mình thử chấm với ketchup nè. Cái tương cà chua đó. Để mở ra cái. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử trái ớt chuông màu cam với chút xíu tương cà chua xem có ngon không nha. Đó, bỏ tương cà chua lên đây luôn. Wow, mời các bạn. Không biết có ngon không nữa. Lần đầu tiên mình ăn ớt chuông đó các bạn. Nhưng mà trái của mình á, hình như mình thu hoạch nó chưa có đủ chín mùi, cho nên ăn nó không có hăng. Hy vọng là trái ớt này, ớt chuông này nó sẽ hăng hơn nè. Đó, nhìn ngon chưa? Thử ha. Wow, ngon các bạn. Ớt chuông ăn với ketchup nè, cái tương cà chua này rất là ngon. Ngọt ngọt chua chua, hòa tan với vị ớt chuông. Ớt chuông rất là giòn. Không ngờ ăn ớt chuông nó ngon như vậy các bạn. Nên mua ớt chuông ăn mỗi ngày cho đẹp da nha các bạn. Wow, vậy là mình thu hoạch ớt của mình chưa có đủ. Ớt của mình như vậy còn non các bạn. Ớt của người ta nè, khi nào mà nó bự như thế này á, mới là đúng là mình phải thu giống vậy ha. Còn như vậy còn quá non. Đó, cho nên mình ăn nó chưa có đủ mùi vị, nó chỉ nghe cái mùi của ớt còn non thôi à. Như vậy mới đúng nè. Quá ngon á. Wow, có một mớ hột ở trong này các bạn. Đó, cái bữa mình lấy ra mình trồng nha. Mình hay trồng ớt chuông bằng những cái hộp này thôi. Mình mua ớt về mình ăn, cái mình lấy hạt rồi mình để lên cái miếng giấy cho nó khô, nó ráo cái hộp, cái mùa sau tới mùa hè mình gieo ra những cái trái rất là đẹp. Ớt như vậy mới đúng nè. Mình thu hoạch như vậy hơi non, còn quá non luôn. Chấm thử với cái sốt này ha. Sốt nè, chấm rau quả nè, giống mayonnaise mà nó chua chua. Sao đổ hòa không ra. Wow, thử nha, ngon quá. Rất là ngon. Lần đầu tiên mình ăn ớt chuông. Trước khi mình ăn mình sợ quá chừng, không biết nó có khó ăn không, mà ăn rất là ngon các bạn. Đặc biệt với cái này, ăn với ớt tuyệt vời nha các bạn. Nó rất là hợp. Đổ lên tiếp. Đó, sốt này nó bé béo, chua chua, đủ gia vị hết. Đó, gia vị người ta có đề trong này nè.
tỏi rồi thì là rồi hành rồi ngò rồi đầy đủ ha, quá chừng ngon. Thử với mù tạt vàng này các bạn. Cái này người ta hay dùng ăn với hot dog đó. Nó hăng hăng, nồng nồng, chua chua. Đó. Bạn lên đây ăn thử luôn nha. Cái này thử với ớt ghê quá các bạn. Hồi nãy mình thử với trái ớt ớt non nó đỡ hơn. Khó ăn quá. Thôi mình để qua đây bên. Wow, mù tạt vàng ăn với ớt chuông này nè, khó ăn giỡn da gà quá các bạn. Ghê quá, khó chịu. Uống miếng nước hay để sẵn ly nước để cứu mình đi. Bớt rồi đó. Ăn thử trái ớt ngọt ha. Ớt ngọt này chắc dễ ăn lắm á. Lấy màu đỏ đi. Chắc dễ ăn lắm. Đó, thôi mù tạt vàng này không hợp đâu. Mình sẽ để riêng một bên. Ăn thấy sợ quá. Mình sẽ thử tương cà chua với lại cái sốt này. Sốt chấm rau củ này. Đó, bỏ vô. Nhìn ngon chưa các bạn? Xin mời các bạn ăn ớt nha. Thử nè. Cái ớt ngọt nè, ăn với cái sốt này không có ngon bằng ớt chuông nha các bạn. Tại vì cái ớt này nó ngọt quá. Ớt chuông thì nó vừa phải, nó có cái độ hăng hăng, cay cay chút xíu, rồi ngọt mà giòn. Còn cái này thì nó ngọt, ớt này nó ngọt nhiều. Cũng ok. Khó ăn quá các bạn ơi. Thử không chấm sốt thì nó như thế nào ha. Ăn trái màu vàng thử nè các bạn. Đó. Mình cũng không chịu được cái mùi ớt này. Nó hăng quá. Sao nó hăng dữ vậy ta? Khó ăn quá các bạn ơi. Nãy giờ mình thử cái gì? Trái màu đỏ, màu vàng, rồi thử trái màu cam thử ra sao ha. Sợ ớt ngọt này sao nó khó ăn vậy ta? Chỉ có ớt chuông này là ăn ngon thôi à. Đó, ớt chuông này rất là ngon. Tuyệt vời luôn đó. Thử xem cái ớt ngọt màu cam này thử cái vị nó như thế nào. Ghê quá các bạn, nó ăn nó giận da gà quá. Không chịu được. Giờ có món nào mình chưa thử? Trái cà chua này thử xem sao. Trái cà chua này là cà chua mình mua giống, người ta nói là cà chua màu trắng, nhưng mà sao nó chín nó nửa trắng rồi nửa vàng. Mình cắn thử thì có ngon không, mà nó ra trái nào con sóc nó cũng tới nó ăn hết trơn. Đó các bạn, mời các bạn nha. Đó, mình thử xem. Mềm, nó chua, không có chút xíu ngọt này hết. Ngọt chắc 2% thôi ạ. Chua hết.
này chấm muối chắc ngon nè các bạn. Nhiều hột lắm á, mới cắn ra chút xíu là thấy hột này nè. Nó nhiều thịt, nó nhiều cái thịt cà chua, nó không, nó ít hột các bạn, nhưng mà cái hột nó nằm rải rác, nó gần cái da cà chua luôn chứ không phải đợi tới vô trong ha. Cái trái này ok rồi, mình đã thử xong. Còn cái trái cà chua mà dài dài như thế này nè các bạn, rất là ngọt mà sao trái nào nó cũng bị nứt vậy đó. Trái dài như vậy nè, ăn rất là ngọt. Mình thử cho các bạn xem. Wow, cắn cái nó giang từ lưng hết. Ngọt lắm. Các bạn ơi, đây là rau của mình ở ngoài vườn với Việt Quốc nè. Mình để mình ăn cuối cùng, để xem mình ăn những cái này á, nó có kinh khủng quá thì mình sẽ kèm những cái thứ đó vô để cho nó giả cái đắng, giả cái cay, cái hăng đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn làm sao đây. Đó, ăn cũng phải cắt cái gốc này lại để dành trong. Mình cắt mình để lại nha. Đó, chỉ cần một khúc này thôi là mình đã trồng lên được một cây rồi nè các bạn. Cái rễ nè, mình để như vậy xuống đất là nó nứt lên một cây, rất là dễ thương. Để lâu lâu chút xíu thì lại ra hoa đó, ra cho mình hạt giống. Ăn một cây không biết có nổi không mà lấy cả hai cây luôn. Thôi mình cắt ra luôn ha. Cắt ra trước sau gì mình cũng phải trồng. À, rất là cho các bạn xem. Đó, cỡ này là trồng được rồi. Khoảng hơn 3cm đó. Đó, vậy là trồng rất. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái cây tỏi tây này các bạn, xem nó có hăng như hành như là tỏi ta của mình không nha. Đó, nhìn rất là tươi ngon ha. Thử xem sao. Không biết nó như thế nào nữa. Hơi giống mùi của củ kiệu các bạn. Hăng hăng. Củ kiệu sống đó. Cũng ok. Không đến nỗi. Sao cái ớt này mình ăn mình chịu không nổi các bạn. Tỏi tây này mình ăn cũng ok nè. Đó. Chấm thử với cái sốt dùng để chấm với rau quả nha. Cái mùi tỏi tây này thích hợp với mình nè. Ăn được các bạn. Rất là ngon. Wow. Ngon vì các bạn biết sao không? Đó, các bạn biết sao mình ăn được cái này không? Tại vì mình rất thích ăn hành tím sống nè. Rồi củ nén sống. Rồi tỏi sống nữa, mình hay cắt vô trong bún, trong phở mình ăn đó. Mình thấy rất là ngon. Cho nên cái mùi hăng hăng như thế này rất là hợp với khẩu vị của mình. Ngon quá. Ngon các bạn. Không ngờ ha. Mình tưởng cái này khó ăn lắm. Tại mình thấy một số bạn ở trên online đó, khi mà cắn vào cái tỏi tây này thì đã phun ra các bạn, chịu không nổi. Nhưng mà mình lại rất là thích. Rất là ngon. Wow. Mình ăn thử cho các bạn xem thôi. Ăn nhiều quá sẽ no. Các bạn ơi, đã thử xong tất cả những rau quả của mình rồi. Bây giờ mình sẽ ăn trái dâu. Đi lấy miếng muối chấm ha.
Đến bây giờ ăn trái cây thích nhất của mình là trái dâu. Dâu ở ngoài vườn mình hái nè. Đó. Dâu này hườm hườm ăn rất là ngon. Muối ớt nè các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Rất là hấp dẫn, ngon. Giòn, cái dâu này giống dâu triệu view đó các bạn. Chắc muối hết sạch các bạn ơi. Chấm tiếp trái nữa ha. Ăn hết luôn. Ngon quá à. Trái này ngọt. Trái nào sống thiệt sống không? Trái này hơi xanh xanh nè. Trái này nhỏ. Ăn thử nha. Trái này chua. Wow, ngon quá. Thôi, giờ đến Việt Quốc. Bỏ riêng mấy cái này ra đây ha. Đó, Việt Quốc nè. Việt Quốc thì mình đã thử mấy lần rồi các bạn. Mình chấm muối thử xem sao ha. Giòn, ngon. Giòn, chua, chua nhiều hơn ngọt. Cắn một cái là nó giòn rụm mà. Cái vỏ nó ăn giòn thì giòn, mình chấm nguyên nhúm luôn ha. Rất là tuyệt vời, hôm nay thử những rau củ lạ. Có cái trái ớt nhỏ nhỏ này ăn kinh khủng quá. Trái ớt này nè. Mình chịu không được ớt đó. Rồi, mọi thứ đều ok ha. Tất cả ăn đều thấy ngon hết. Chỉ trừ cái ớt này thôi. Còn mọi thứ thì mình thử được, mình ăn được. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.